Giáo sư Helga Hufflepuff là một phù thủy thời Trung Cổ và là một trong bốn nhà sáng lập của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Trong khi những nhà sáng lập khác lựa chọn để có những học sinh đặc biệt, Hufflepuff chấp nhận tất cả. Tuy nhiên, những học sinh của nhà người được miêu tả là trung kiên và chăm chỉ. Malfoy là họ của một trong 28 gia tộc thuần huyết và quyền lực nhất thế giới phù thủy. Gia tộc này sống tại trang viên Malfoy ở Wiltshire, Anh. Gia đình Malfoy có quan hệ họ hàng với nhiều gia đình thuần huyết khác, bao gồm gia tộc Black, Lestrange, Greengrass và Rozier. Họ cũng có quan hệ họ hàng với các gia đình Tong và Lupin. Mặc dù thuần chủng, nhưng gia đình Malfoy vẫn có những thành viên gốc Muggle như vợ Draco hay có dòng máu Lai. Điều này khiến gia tộc Malfoy bị coi thường hơn những gia tộc thuần chủng khác. Ngoài ra, đây có lẽ là gia tộc thuần chủng duy nhất cho phép kết hôn với phù thủy có dòng máu Lai. Gia tộc Malfoy nổi tiếng về quyền lực và dòng máu thuần chủng. Trong chiến tranh phù thủy lần thứ nhất và thứ hai, họ ủng hộ.